rất là mạnh luôn nha. Các phương tiện đổ lại thì luôn lúc nào cũng tiến lên phía trước. Cái ghe này nó cặp nhau rồi các bạn. Thì chỗ cái vỏ đó đang bê vô chiếc ghe kìa, thì anh đang đẩy ra đây. Đây hai chiếc vỏ lại thì nó bê vô bên kia rồi. Rất là nhộn nhịp luôn các bạn ơi. Đây, mấy anh cảnh sát đường thủy thì đang chạy bo bo ra để phân luồng. Đây, 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 đây. Rồi đúng rồi. Rồi đúng luôn. Rồi xin chào các bạn nha. Này hình ảnh quen thuộc các bạn ơi. Thì trước giờ mở cống các bạn. Đó, các phương tiện đang gỡ neo lên các bạn. Vỏ lãi thì lúc nào cũng lên phía trước các bạn. Mấy phương tiện này thì đậu sáng tới giờ các bạn. Bây giờ thì nắp cống đang hạ xuống đó các bạn. Rồi mấy phương tiện này nhổ neo lên, khởi động máy lên các bạn. Đây nắp cống đang chìm xuống nè. Nước đang dần chảy ra ở phía dưới các bạn. Rất là đông phương tiện luôn các bạn ơi. Hiện tại thì mực nước ở bên trong thì cao hơn 0,40 mấy mét các bạn. Rất là cao luôn các bạn. Này các phương tiện phải từ từ chạy qua. Đây lục bình chảy ra trước nè các bạn. Bữa nay phía trong thì nước trong nha các bạn. Các phương tiện thì sắp hàng kiểu này thì phải sắp lại một hàng dọc chạy mới không nguy hiểm. Thì nước chảy rất là mạnh luôn nha. Các phương tiện đổ lại thì luôn lúc nào cũng tiến lên phía trước. Cái ghe này nó cặp nhau rồi các bạn. Thì chỗ cái vỏ đó đang bê vô chiếc ghe kìa, thì anh đang đẩy ra đây. Đây hai chiếc vỏ lãi thì nó bê vô bên kia rồi. Rất là nhộn nhịp luôn các bạn ơi. Đây mấy anh cảnh sát đường thủy thì đang chạy bo bo ra để phân luồng. Đây, 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 đây. Rồi đúng rồi. Rồi đúng luôn. Hồ nước chảy mạnh quá các bạn ơi. Đụng phía sau nữa kìa. Trời, 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 trời. Nước chảy mạnh quá đạp không được luôn các bạn. Bể vỏ luôn các bạn. Bể một lỗ luôn rồi. Rồi anh đó nói bể lỗ luôn rồi kìa. Rồi 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 rồi.
mới đó mà có một cú va chạm mà các bạn ơi. Đây hai chiếc vỏ này cậu thích nhau luôn nè. Đây ra chiếc tàu cá phía sau nữa kìa. Đó. Tàu cá mình vượt qua kìa. Đây mấy cái vỏ này muốn vượt qua trước không nè. Nước nó chảy mạnh nó bê dữ lắm luôn nè. Đầu rồi dở dây rồi để các phương tiện chạy qua các bạn. Cái vỏ này thì hồi nãy bị bo bo đâm vô được một lỗ rồi các bạn. Hiện tại đang chạy qua rồi. Rồi xuống dưới tập trung đông các bạn, mình đứng ở trên cầu quay các bạn. Trời ơi, sao đụng rồi kìa. Đụng rồi, đã rồi. Ở đây chiếc tàu cá nhỏ luôn. Tàu cá nhỏ này lắc dữ rồi.
nào qua cống các bạn. Rất là đông những chiếc ghe biển đi qua cống. Sóng nó bê dữ lắm các bạn, giật cái là nó đụng bên đây đụng bên kia.